đồng bằng sông Cửu Long, một vùng đất huyền thoại. Nơi đây đất trời giao hòa, sản vật trù phú, lòng người cởi mở. Đã có nhiều giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế tạo động lực cho sự phát triển của vùng đất này. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long cũng đang đối mặt với nhiều thách thức do đây là vùng đất mẫn cảm với những sự thay đổi của tự nhiên, đặc biệt là tác động của biến đổi khí hậu. Từ thực tế đó, đòi hỏi có tầm nhìn mới, giải pháp phù hợp toàn diện để đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh mẽ và bền vững. Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu là hành trang pháp lý để thực hiện chiến lược này. Thưa quý vị và bà con, đồng bằng sông Cửu Long là khu vực sản xuất thủy sản trọng điểm của cả nước. Đến năm 2021, sản lượng tôm ở đồng bằng sông Cửu Long là trên 670.000 tấn và hơn 1,4 triệu tấn cá tra. Với sản lượng như vậy, đồng bằng sông Cửu Long đang đứng đầu cả nước về sản lượng cũng như giá trị của hai mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực là tôm và cá tra. Để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, phát triển bền vững cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cùng với những ngành kinh tế khác, ngành thủy sản ở khu vực này cũng đang đi vào phát triển xanh, phát triển bền vững. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này qua phóng sự của phóng viên Thanh Sơn ngay sau đây. Kiên Giang là một trong những địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đang đẩy mạnh phát triển xanh, phát triển bền vững trong nuôi thủy sản. Nuôi thủy sản bền vững ở Kiên Giang được thể hiện rõ qua các mô hình nuôi tôm thuận tự nhiên ở các huyện ven biển như Vĩnh Thuận, An Biên, Hòn Đất, Kiên Lương, mà tiêu biểu là mô hình tôm lúa. Mô hình này đang nhận được sự quan tâm hưởng ứng ngày càng nhiều của nông dân bởi thích ứng với tình trạng xâm nhập mặn ngày càng nhiều do biến đổi khí hậu, như nhận định của ông Kim Dương Liễu, giám đốc hợp tác xã nông sản hữu cơ Rạch Giá. Cái ảnh hưởng của cái việc biến đổi khí hậu làm cho cái lúa là sản xuất rất là bấp bênh, nhiều khi là bị hạn cuối vụ vì nhiễm mặn cho nên năng suất thấp, làm cho đời sống bà con rất khó khăn. Thì được cái quy hoạch của nhà nước để chuyển đổi thành sản xuất một vụ lúa một tôm, thì cuối cùng là vụ lúa chúng ta sẽ sử dụng là cái nước trời trong mùa mưa, còn tới mùa khô không có nước thì ở đây là nước bị nhiễm mặn thì chúng ta nuôi tôm, tức là chúng ta sản xuất thuận theo tự nhiên. Không chỉ thích ứng với tình trạng xâm nhập mặn, mô hình tôm lúa còn đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân vùng ven biển Kiên Giang cũng như ở nhiều vùng ven biển khác thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Nguyễn Văn Liên, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết, mô hình tôm lúa ở huyện này giúp nông dân có lợi nhuận hơn 100 triệu đồng trên một hecta. Và quan trọng hơn, với mô hình nuôi thủy sản thuận tự nhiên này, nông dân đã đi vào kinh tế tuần hoàn. Dưới cái tác động của cái biến đổi khí hậu để làm ảnh hưởng đến cái tình hình sản xuất của cái người dân ở trên địa bàn, nhất là những cái vùng mà lúa hai vụ đó, nghĩa là nắng rồi mưa rồi hạn hán rồi xâm nhập mặn, làm cho cái sản xuất mà lúa hai vụ nó không còn hiệu quả. Do vậy mà chuyển sang cái mô hình tôm lúa thì nó phù hợp với cái điều kiện tự nhiên, nghĩa là 6 tháng ở đây là chủ yếu là 6 tháng mặn, tháng mặn và 6 tháng ngọt. Do vậy mà cái việc mà nước mặn thì bà con sẽ thực hiện cái mà nuôi tôm, còn đối với mưa xuống á thì bà con cải tạo cái ao vuông thì tiến hành cái gieo xạ lúa. Thì cái mô hình này là nó bền vững là như cái con tôm ôm cây lúa. Khi mà kết nó giống như là cái một cái mô hình mà nó bền vững cái tuần hoàn. Ngoài tôm lúa, nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững khác đang triển khai ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Ở Cà Mau, nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn đang được tỉnh này quan tâm đẩy mạnh để xây dựng nghề nuôi tôm bền vững, sản xuất ra những sản phẩm tôm hữu cơ, như chia sẻ của ông Nguyễn Văn Quân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau. Cà Mau là có một cái lợi thế là chúng tôi có trên 80.000 hecta rừng ngập mặn. Trong đó là bao gồm là của các ban quản lý rừng và công ty lâm nghiệp. Thì trên cái diện tích này thì triển khai cái việc nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm kết hợp trên đất rừng. Do đó với diện tích này thì Cà Mau là chúng tôi cũng đã triển khai cái kế hoạch phát triển cái tôm hữu cơ trong thời gian qua. Phát triển xanh, phát triển bền vững đang trở thành xu hướng chung của ngành thủy sản Việt Nam cũng như của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều tỉnh ở khu vực này đã xây dựng những dự án phát triển thủy sản bền vững với quy mô lớn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường.
Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho rằng, điều này sẽ giúp cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam trở nên bền vững hơn. Bên cạnh vấn đề kinh tế xanh thì đồng thời cũng cần phải có những yếu tố liên quan bền vững và môi trường. Hoặc là đơn cử như tỉnh Cà Mau hiện nay đang đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản ở theo cái mô hình về tôm rừng. Ở các tỉnh như là khu vực Trà Vinh, khu vực Cửu Long thì đang phát triển mô hình nuôi tôm lúa, là những cái mô hình mà có thể nói rằng là cái đáp ứng được cái yêu cầu cao và đặc thù cho vấn đề kinh tế xanh trong cái vấn đề về xuất khẩu. Thì chúng tôi cho rằng đây là những cái xu hướng mà ngành thủy sản đang cố gắng tiếp cận để làm sao để mà có thể làm được tốt hơn. Thưa quý vị và bà con, chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030 đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng. Trong đó, có mục tiêu phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia. Sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đang từng bước đi vào phát triển bền vững, phát triển xanh với những mô hình thuận tự nhiên, đang góp phần quan trọng vào nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc quy hoạch, phát triển ngành thủy sản theo hướng phát triển xanh, bền vững, thân thiện với môi trường, đảm bảo an ninh lương thực nhằm thực hiện được mục tiêu quan trọng này.